Là vùng đất trũng, việc cải tạo để trồng trọt chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ quy hoạch vùng và chính sách tích tụ ruộng đất cùng sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm của người dân nên đến nay thu nhập trên 1 hecta đất canh tác của xã Gia Minh, huyện Gia Viễn đã cao hơn rất nhiều so với trước kia. Trong đó phát triển cây dược liệu quy mô lớn là một hướng đi mới được người dân đồng tình thực hiện. Trước đây, diện tích hơn 8 hecta này chỉ cấy được một vụ lúa ăn chắc, nhưng nay đã được phủ xanh bằng hai loại cây dược liệu chính, đó là ngải cứu và mùi già. Để có được vùng nguyên liệu như thế này, thành viên hợp tác xã trồng cây dược liệu An Giang đã nỗ lực rất nhiều trong khâu cải tạo lại đất, hệ thống kênh mương, tiêu, thoát nước, đường nội đồng. Không phụ công người, qua hơn 2 năm trồng, các loại cây này được xem là khá phù hợp với đồng đất nơi đây và cho hiệu quả kinh tế cao. Ban đầu thì phải múc lại hết hệ thống kênh mương thoát nước rồi đường đi cho ô tô chạy xung quanh vườn. Cho cái hạ tầng của nó khi mà vào mùa mưa lũ là vườn không bị ngập úng. Đầu tư cho toàn bộ hệ thống tưới này rơi vào tầm khoảng gần 400 triệu. Khi mà chủ động được cái hệ thống tưới tiêu thì mình đảm bảo được cái sản lượng hàng hóa hàng tháng. Hiện nay, hợp tác xã đang tập trung phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị, đầu ra khá ổn định. Do liên kết với các công ty trong và ngoài nước, để đảm bảo sản lượng và chất lượng, quy trình trồng, chăm sóc được áp dụng rất nghiêm ngặt. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tăng cường sử dụng phân vi sinh và phân hữu cơ. Kết quả về cái giá trị của sản phẩm là có hiệu quả hơn nhiều so với trước đây nhân dân sản xuất lúa. Thì chúng tôi đánh giá là mô hình này, với cái sự kiên trì thì chắc chắn là sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế. Tùy vào cái thị trường để tiêu thụ cái sản phẩm thì chúng tôi vẫn còn những quỹ đất để phát triển cái cây dược liệu này. Trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện và vận động nhân dân là cho thuê lại những cái vùng đất cây lúa kém hoa quả để hợp tác xã mở rộng sản xuất. Mặc dù là cây trồng mới nhưng lại rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nên chỉ sau một thời gian đã phát triển rất tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên và thời vụ tại địa phương. Ở đây hợp tác xã lắp toàn bộ hệ thống tưới tiêu ấy, thì nói chung là cũng công việc thì cũng nhàn, ngày làm 180.000 đồng. Ở đây là vùng trũng mà có khi là đến khi mà hợp tác xã thành lập ấy, thì là nói chung là cũng tạo điều kiện cho công nhân của làng ở đây là cũng có công ăn việc làm. Dân tôi rất phấn khởi. Những thành công bước đầu của hợp tác xã An Giang trong trồng và phát triển cây dược liệu đã khẳng định đây là hướng đi phù hợp, góp phần vào thành công chung của đề án tái cơ cấu cây trồng của địa phương, cũng như xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển.